Nhân hôm nay là ngày của cha thì gửi lời chúc đến tất cả những ông bố, những người ba, người ông luôn dồi dào sức khỏe và thật nhiều niềm vui nha. Bánh cuốn rồi bánh tôm luôn. Bánh bánh in hả? Lâu lắm rồi thấy bánh này, bánh này tên. Có, cô bán quanh năm suốt tháng này mà. Linh là cá con. Cá này hả? Linh là cá, một Linh ăn, một Linh lạnh. Một cùng Linh này, cái này con này cũng để lên tủ đá ăn. Nhiều hộp cơ? 40. 40. Lại. Chúc anh chị và các bạn cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Rồi, chúng ta tiếp tục hành trình ngày hôm nay để đi đến chợ chợ Thiết. Mình đang có mặt ở đây là đường Trần Quý. Trần Quý bên bên đây có cái quán mì vàng 89 Trần Quý, bún mì vàng thập cẩm rất là ngon ha. Theo lời chia sẻ của cô chú anh chị. Nhưng mà lúc nãy chúng ta ăn sáng ở bên kia rồi nên mình đã bị lỡ bữa bên đây. Hẹn gặp lại các anh chị bạn trong những cái video tiếp theo ở cái quán bún mì vàng. Mình có mặt ở đây là đường Phó Cơ Điều nè. Giao lộ Phó Cơ Điều và Trần Quý. Khúc này bán rất là nhiều vàng nè. Đang có sự tham gia của Nị và bạn đồng nhỏ đây. Ba đồng ơi. Ở đâu chỗ nào mà hả? Ở đâu chỗ nào? Nhưng mà chợ này rất là nhiều vàng. Chợ Thiết là nổi tiếng chợ vàng. Ở bên chợ Hòa Bình cũng vậy. Có anh chị các bạn nào mua vàng không? Vô đường nào anh? Đó, sẽ tới đó có cái đường vô nhà lòng chợ. Quá trời đông luôn. Đây vô đây nè, vô đây nè. Quá trời đông luôn. Trong đây là sạp khô. Đồ khô. Đây còn bánh canh kìa. Bánh cuốn nữa nè. Giờ mình kiếm cái quầy bún nha, quầy bán bún. Đây là gạo. Đâu thấy bún không đồng. Chợ này hôm bữa thì em có đi vô đây rồi. Hôm bữa không có mua gì hết á. Hôm nay thì mình đi kiếm bún. Cầm bún mà người ta dột thành cục cục. Đây bán đồ chay. Hình như đây bên đây là quầy thịt. Bữa mình đi trễ ha. Hôm nay đi sớm. Chúng ta đi sớm nên chợ đông vui tấp nập. Nó ra rìa rồi. Đùi ba rọi. Giò sao hả? Để cho quay. Chả bí. Ủa
thấy gì đâu. Thằng nào thấy bún chưa? À, này là hàng rau. Kia người ta mua vàng quá trời luôn. Mua vàng nhiều hơn mua gạo nữa hả? Ngày của cha mua vàng. Vậy hả? Hai đồng mua vàng tặng 3 đồng. À, nhưng hôm nay là ngày của cha thì gửi lời chúc đến tất cả những ông bố, những người ba, người ông. Luôn dồi dào sức khỏe và thật nhiều niềm vui nha. Cái ngày này thì chỉ có ở nước ngoài thôi, còn ở Việt Nam mình thì không có cái ngày này. Qua đây đi, ta chắc phải hỏi cô nào đó cái hàng bún ở đâu. Vô đây đi. À, nước tương, đậu, muối, bột ngọt, dầu. À, cô làm ơn cho hỏi cái chỗ nào bán bún á, quầy bún ở đâu? Bún dễ sao đó em? Bún dễ sao? Như dạ. Cái này cũng được. Dạ. Cái này nè. Trái, quẹo phải, quẹo phải. À, đường nhỏ này đó, đi vô. Dạ, dạ. À, rồi, con cảm ơn cô. À, cái đường nhỏ. Hả? Bún vậy kia ghế này che qua dòng này kia đi, dòng này kia lại dạ mua bún dạ. Dạ. Dạ cái loại bún mà bún ăn bún đậu mắm tôm á có bấy nhiêu lấy 2 ký đi trời một dòng. À đây cô bán bún có bánh bèo nữa quá. À, đây có đủ bánh cuốn nữa nè, bánh canh nữa. Trà. Bánh nước tràng nè. À, vô đúng chỗ lò 1 luôn à. Bánh bèo nè, bánh nước tràng nè. À, nhị bán nhìn thấy sạch sẽ nè. À, có bà con nào đi nghe ủng hộ bún, bánh cuốn, rồi bánh tôm luôn. Tôm. À, tiếp qua nãy mới ăn sáng rồi. Ở cái bún này người ta ép lại sẵn luôn hả? Hay là sao? Hả? Cái bún người ta loại à. Còn thấy ở ngoài quán người ta ép cục là sao vậy? Cái kia là ép sẵn thôi, mình à, cũng một loại đó đúng không? Ta lấy nửa ký cũng bán lấy nhiều. Dạ dạ. Ép sẵn là phải mua hết. Dạ dạ. Mua nguyên sẵn ha. Là nhiêu tiền ký? 20. 20. Lấy tiền. 2 ký 40. Ồ cái bánh này là bánh gì cơ? À, bánh đậu xanh ăn bánh bèo á. Dạ. Bánh đậu xanh. Rồi cảm ơn. Dạ dạ. Ủa sao bún chưa? Dạ chưa. Dạ. Rồi cảm ơn chị. Mua đậu không? Mua đậu chiều cho bồ câu ăn. Đâu, bánh in hả? Lâu lắm rồi thấy bánh này tên. Có, cô bán quanh năm suốt tháng nay mà. Bánh này bánh gì quên rồi. Linh hả? Đúng rồi. Mình kêu bánh in không à? Bánh in là cá con. Cát này hả? Linh là cá, Phúc Linh ăn, Phúc Linh lạnh. Một cùng Linh này, cái này con này cũng để lên tủ đá ăn luôn. Nhiều hộp cơ? 40. Còn hộp á. Dạ. Cái này con về con để lên ngăn đá ăn ngon lắm, ăn như kem gì đó. Vậy con cá con ngậm vô miệng tự nó tan, nó lạnh ăn ngon. À. Ai đi rồi mốt ra đây kiếm cô. À, cô lúc nào cũng bán ở đây hả? Hả?
ngồi đây 26 năm. 26 năm ngồi đây luôn á. Cô có bán cơm rượu, cơm rượu xôi. Người khác là bao giờ nó đâu cho ngồi. À. Tại vì mình bán cái chợ này mình gắn bó nó lâu rồi, nó không có bán hai mấy năm. Vậy hả con? Cái này nhớ về nhớ để lên tủ đá. Dạ dạ, tủ đá ngăn đá luôn hả? Ngăn đá ăn ngon lắm. À, bà con nào có cơm rượu xôi nữa nè. À, bà con nào đi ngang đi ủng hộ cô gì? Cô này cô tên gì? Cô tên Hòa. À cô Hòa bán bánh Hoàng, với bán cô Hoàng. Cô Hoàng bán bánh. Cô Hoàng bán bánh Phục Linh, xôi giò, cơm rượu. À, cơm rượu bao nhiêu hộp vậy con? Cơm rượu 30. 30 hả? Làm này cực lắm nè. Ngon lắm á. Dạ mà ngon. Ăn có đường hay không đường cũng có luôn, à, hai thứ luôn. Có xôi giò nữa nè. À xôi giò thì nhiêu bịch? Xôi giò 5.000 một bao. À 20 với 5.000 là 25.000. 30. À 30. Với xôi giò 5.000 là 35.000. Người hỏi giá lại để bà con biết ai có đi ngang thì bánh lên đá. Dạ rồi, cảm ơn cô. Dạ dạ, chúc cô về sức khỏe nha. 26 năm à, cô ngồi ngang cái cổng vô chợ luôn. À, cổng vô chợ chợ thiết luôn. À, bên kia là cái dãy nhà, cái dãy nhà mà có kỷ niệm nhiều, kỷ niệm với các cô chú anh chị nè. Để nhà đối diện cái chợ thiết. Ở đây cũng có hai cụ bán giấy số nữa nè. À, nhưng mà giờ tay cầm camera rồi tay cầm này rất tiếc là mình không thể ủng hộ hết tất cả bà con được, nên hẹn gặp lại kỳ sau nha. Cái dịp chúng ta sẽ ủng hộ từng người. Rồi, số hình ảnh ở trong chợ thiết gửi đến bà con, cô bác, cô chú, anh chị và các bạn ở ở xa và những người chưa đến chợ thiết thì để biết chợ thiết trong đây bán như thế nào ha. Rồi, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc anh chị và các bạn cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. À, bên đây thì có cái bãi xe nè, chúng ta gửi xe ở đây rồi chúng ta đi chợ. À, đây là 89 Trần Quý nè, bún mì vàng nè. À, rồi bây giờ mình qua lấy xe đi về nha.